hello mọi người xin chào các bạn các bạn nào vào học rồi các bạn comment để cô biết được nhá hello mọi người hello xin chào mọi người hello Ồ, ờ, để cô sẽ mở ra để cô đọc comment của mọi người nhé hello Starbiz phạm này Minh Tâm Yến Vi Xuân Diệu. Hello mọi người. Hello các bạn nào vào học rồi các bạn comment để có biết được nhá. Hello xin chào các bạn. Hello xin chào mọi người. Hello Nguyễn Thị Mỹ Duyên này hello chào em hello huỳnh như hello mọi người ngọc trí hello em hello xin chào các bạn à rồi ok nhá thì à, không sao không sao để hôm sau nhá hôm tới hôm thứ sáu là cô sẽ để chữa đề quảng ngãi cho mọi người nhá nên là các bạn hãy yên tâm cô sẽ chữa đề đấy à, cứ yên tâm nha rồi ok hello hello tù an hello mọi người ok nhá bây giờ cô sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn luôn nào phần đầu tiên của chúng ta ở đây của các bạn thì các bạn sẽ có là về phần phát âm nhé Phần phát âm này chúng ta sẽ chọn cho cô số 1 các bạn chọn đáp án gì cho cô nào <laughs> Khi nào cô live lớp 10 à Lớp 10 nhá hẹn lớp 10 chủ nhật này nhá Chủ nhật này cô sẽ live cho lớp 10 nhá Số 1 này Ok này Starbiz Phạm này Huỳnh Như Hello chào con Cô đang thấy các bạn chọn đáp án đây này Rồi ok OK nhé, số 1 này chúng ta sẽ chọn đáp án đây. Nào, vì sao số 1 chọn đáp án đây? thì các bạn sẽ có ở đây các bạn có âm này, các bạn sẽ được đọc cho cô thành âm ơ ngắn nhá. Từ này sẽ được đọc là surface. Đây, từ này bề mặt các bạn được đọc là âm ơ ngắn này. Còn tiếp theo, chúng ta sẽ có ba đáp án khác thì chúng ta sẽ được đọc cho cô là âm e bẹt. Attraction, lacquerware. Đây âm này là âm e bẹt nhá. Hoặc là autism Âm này có thể là âm A dài hoặc là âm E bẹt đều được Đấy, từ đó số 1 này các bạn sẽ chọn đáp án đây Các bạn ơi, các bạn có nhìn rõ đề không? Có nhìn rõ đề không nhỉ? Ok nhá, số 1 này chúng ta sẽ chọn đáp án A Rồi, tiếp theo nào, chúng ta sẽ chuyển sang số 2 cho cô nhá Số 2 Ok, số 2 này Rồi, số 2 mọi người chọn đáp án gì cho cô? Số 2 nào ở đây chúng ta gạch chân bấm U đúng không? Rồi cô đang thấy có bạn chọn đáp án B, có bạn chọn C thì số 2 này chọn đáp án gì thì sẽ ok nhá. Thì số 2 này các bạn sẽ chọn C cho cô này. Bởi vì vì sao chúng ta chọn C? Bởi vì đáp án C này chúng ta sẽ được đọc cho cô là âm G. Museum. Còn ba đáp khác thì chúng ta sẽ được đọc là âm A nhá. Các bạn sẽ có cho cô ở đây là drum, cultural và sculpture. Đó số 2 chọn C. Ok chính xác rồi ok Hello các bạn, các bạn nào mới hôm nay buổi đầu tiên học với cô không? Nào tiếp tục này chúng ta sẽ chuyển sang số 3 nhé Số 3 ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì cho cô số 3 nào Số 3 nhé Số 3 này Huỳnh Như chọn đáp án đi này Hello Minh Quân Ly Lê này Mai Anh, hello mọi người Các bạn nhớ tắt các bạn của mình vào cho cô nhá rồi, đây số 3 là mọi người đang chọn đáp án đi Rồi, ok à, Chuẩn bị cô sẽ hướng dẫn các bạn nhanh đề này nhá Tập trung hướng dẫn các bạn luôn này. Số 3 nhá, chúng ta sẽ chọn đáp án đi này Bởi vì đáp án đi này ở đây của mọi người Thì các bạn sẽ được đọc cho cô là ấm âm. âm này là âm e đúng không? Drum head đọc là âm e nhớ. Từ này là mặt trống đó. Thế còn ba đàn khác chúng ta sẽ được đọc cho cô là âm i e. Đây chúng ta sẽ có là weave, trade, và chiều Tiếp tục nào, chuyển sang số 4 nhé Số 4 ở đây của các bạn, các bạn chọn là gì? Thì số 4 này chúng ta sẽ chọn luôn đáp án đi cho cô nhé Bởi vì đáp án đi này của các bạn, các bạn sẽ được đọc là âm O Đây, chúng ta sẽ có là affordable Còn ba đáp án khác của các bạn thì các bạn sẽ được đọc với cô là âm ơ ngắn nhé Forbidden, metropolitan và polluted Đó, chúng ta sẽ chọn đáp án đi Tiếp theo nào, chuyển sang số 5 nhé Số 5 ở đây của các bạn thì chúng ta sẽ gạch chân vào âm U Thì số 5 này chọn được là gì? Hôm nay cô sẽ chữa nhanh nhá Nên các bạn chịu khó tập trung Tập trung vào học luôn nhá Đấy Vì cô thấy có vẻ như mọi người comment đáp án hơi chậm hơn So với việc cô đang hướng dẫn thì phải Hello Linh Hello em Rồi Cô sẽ làm theo tiến độ của mọi người nhé Nên là mọi người chịu khó Các bạn tập trung vào để các bạn học nhanh hơn xíu nào Nào chúng ta sẽ có số 5 ở đây của các bạn Thì các bạn sẽ chọn đáp án gì Câu này ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án B nhé Rồi chính xác các bạn sẽ chọn đáp án B này Bởi vì đáp án B này ở đây là âm ờ So Còn ba đáp án khác chúng ta sẽ được đọc là âm A nhé Multicultural Conduct và stuck. Ok chọn đáp án B Tiếp tục nào chúng ta sẽ chuyển sang số 6 nhé Số sáu ở đây của các bạn thì các bạn gạch chân vào âm i. Số 6 này cô thấy Khánh Huyền này, hầu hết mọi người đang chọn đàn đi rồi ok, chúng ta sẽ chọn đàn đi nhá. Vì từ này của mọi người thì chúng ta sẽ được đọc là âm i, promise. Còn ba đàn khác của chúng ta thì các bạn sẽ được đọc cho cô là âm âm oi, combine, tiring và hiking. Đó, đọc là âm oi nhá. Đấy, từ đấy số 6 chúng ta sẽ chọn đàn đi. Ok, chính xác. Tiếp theo số 7. Mọi người ơi, mình đến số 7 thôi nhá. Số 7 nào. Số 7 ở đây của chúng ta thì các bạn sẽ chọn đáp án B rồi nhất trí luôn, Huỳnh Như nhá. Các em sẽ chọn đáp án B này. Âm này ở đây chúng ta sẽ được đọc là âm sh, đúng không? Ancient. Còn ba đáp án khác của chúng ta thì các bạn sẽ được đọc cho cô là âm k. Đấy. Conduct. Canal. Đây này, từ này là kênh đào này. Conflict là xung đột. Tiếp tục nào, chuyển sang cho cô số 8 nhé Số 8 ở đây của chúng ta gạch chân bấm ỏ Số 8 đáp án đây ở đây của các bạn Các bạn được đọc là gì? Nào, số 8 đáp án đây được đọc là gì nhỉ? Nào, số 8 ở đây các bạn sẽ chọn đáp án gì cho cô? Cos Cosmopolitan Đấy. các bạn sẽ có âm này của chúng ta Các bạn sẽ được đọc là âm o, đúng không? Thế còn ba đoạn khác của các bạn Các bạn sẽ được đọc là âm o nhé Local, metro và ocean Đấy, từ đây chúng ta sẽ chọn đáp án đây Chọn A nhé Cái từ cosmopolitan Từ này của chúng ta mọi người sẽ hiểu Nó có nghĩa là thuộc về thế giới Một thành phố mà Là trộn lẫn giữa mọi nền văn hóa với nhau ấy Đấy, thì chúng ta sẽ gọi là Uh, cosmopolitan nhá Đấy. Thì còn nếu mà chúng ta thuộc về một cái thành phố lớn thôi á Thì mọi người sẽ là metropolitan Hai từ này hơi khác nhau xíu này Đấy, Các bạn chú ý luôn nhá Cô nói lại này Các bạn sẽ có từ này của chúng ta Có nghĩa là thuộc về thế giới Còn từ này của chúng ta là thuộc về thành phố lớn Lưu ý nhá Lưu ý hai từ này cho cô Tiếp tục nào bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhấn trọng âm này Các bạn ơi nhấn trọng âm nhá nhấn trọng âm nào hello mọi người các bạn nào mới nữa không nào nhấn trọng âm nhé các bạn ơi nào chúng ta sẽ bắt đầu với số 1 nhá số 1 ở đây các bạn chọn đáp án gì cho cô số 1 nào từ này của chúng ta là từ có 4 âm tiết ừ, 4 âm tiết chính xác rồi nào thì đáp án đây ở đây của các bạn các bạn có communicate chúng ta sẽ nhấn vào số 2 nhá đấy tiếp tục này generation các bạn nhấn vào 3 này Historical chúng ta nhấn vào 2 này Environment nhấn vào 2 Thế từ đó chúng ta sẽ chốt luôn đáp án Đó chính là đáp án B Một B nhá Chính xác Rồi Yến Vi này Rất nhiều bạn làm đúng luôn Tiếp tục nào chuyển số 2 nhá Số 2 ở đây sẽ chọn đáp án gì Số 2 này Cô lại thấy Hầu hết là cô đã thấy đáp án của Huỳnh Như này Đây là những học sinh thân yêu trên page của cô đây Khánh Huyền này Khánh Huyền chọn A này rồi, thì bây giờ số 2 các bạn chọn đáp án gì? Hầu hết đang chọn đáp án đây. Rồi. Đây mọi người sẽ có đáp án đây ở đây của các bạn là handicraft. Chúng ta sẽ nhấn vào âm 1 nhé Từ này là đồ thủ công này. Tiếp theo các bạn có department. Nhấn vào âm A dài đây đúng không? Này nhấn vào âm số 2 nhé Tiếp tục này embroider các bạn cũng sẽ nhấn vào âm số 2. Từ này có nghĩa là theo và opinion các bạn nhấn vào hai do đó các bạn sẽ chọn luôn được đáp án đó chính là đáp án đây rồi sẽ ok luôn đấy Ok, tiếp, tiếp tục nào các bạn ơi Chuyển sang số 3 nhé Số 3 ở đây sẽ chọn đáp án gì à, Đáp án ở đây là Transfer Âm này hơi đặc biệt xíu Mặc dù được viết là R er, Nhưng mà âm này được đọc là ơ er dài nhá ơ er dài thì các bạn sẽ nhấn vào số 2 của cô này Tiếp tục này đáp án B của các bạn Các bạn sẽ có là Remind Đây là nguyên âm đôi nhớ nguyên âm đôi Nguyên âm dài này Accept Âm E vẫn được đọc là E Nhấn trong âm nhá Các bạn sẽ chọn đáp án D của cô nhớ vào một Publish là xuất bản Tiếp theo này chúng ta sẽ chuyển ra số bốn nhé. Số bốn ở đây của chúng ta sẽ là gì số bốn này? Cái gì? Cô đọc cô không hiểu. Picasso à? Nào số bốn này. À, rồi, rất là nhiều học sinh lớp live view ở đây luôn này. Hello, hello các con, xin chào mọi người Nào, số 4 Rồi, ok Hầu hết đang chọn đáp án C đúng không? Rồi, nhất trí các con nhá, chúng ta sẽ chọn đáp án C này Từ này chúng ta sẽ nhấn vào âm 3 đúng không? Này từ này nếu mà để ý học bài 1 đó Là chúng ta học suốt ngày luôn Từ này nó sẽ được đọc là Odison Cho nên nhấn vào âm 3 đúng không? Nhưng mà thật ra từ này nó Hiện nay là nó sẽ có hai cách nhấn trọng âm ấy nha mọi người Nó có thể nhấn vào âm một cũng được nhưng mà kiến thức của chúng ta bình thường các bạn học ở trường là các bạn sẽ nhấn vào âm 3 Đấy. Còn tất cả những âm còn lại ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào một này. Handicraft, lacquerware và pottery, đúng không? Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là gì? Ba đáp án còn lại các con sẽ nhấn vào một nhé. Rồi các bạn từ đấy các bạn sẽ chọn đáp án C. Tiếp tục này, bây giờ các bạn sẽ chuyển sang một câu 4 ở bên dưới này nhé. À, một câu 4 tiếp theo này ở bên dưới mọi người ơi nào câu này uh, nó bị lập cô chữa luôn nhá các bạn có bamboo trọng âm mà chúng ta hay nhận vào âm o o nhá nên chúng ta sẽ nhấn vào âm hai này rồi tiếp theo này village nhấn vào một nhá workshop đây là danh từ ghép các bạn nhấn vào một này famous các bạn nhấn vào một nhá Đấy. rồi uh, từ đó chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô là đáp án đây ừ. nhiều, nhiều sinh của cô là sử dụng facebook của mẹ để mà để mà comment đáp án đôi khi là cô kiểu cô hay nhớ tên của mẹ của các con hơn nhá đây này đấy mấy học sinh này đó Rồi, tiếp theo nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang số 5 nhá Số 5 nào Số 5 mọi người ơi Số 5 Đây, bây giờ đã phân biệt rạch ròi Đây mới là số 5 nhá Số 5 sẽ là gì hầu hết là học sinh nhưng vẫn có đây con là diệu thảo đúng không phải diệu thảo không đúng không đấy rồi yến vi này nam này rồi 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 hầu hết đang chọn đáp án c này rồi ok các bạn đang chọn đáp án c ừ. đúng không Sao lại chọn đáp án C nhỉ? Ừ, Bởi vì đáp án C này của mọi người chúng ta sẽ nhấn vào âm số 2 đúng không? Đây, nhấn vào âm ear này. Experiments. À, các bạn nhấn vào âm số 2 nhá. Đấy, từ này là kinh nghiệm này. Còn đáp án khác chúng ta sẽ nhấn vào âm 1 này. Business, grandparents và chocolate. Chọn C. Rồi, chính xác. Tiếp tục nào, chuyển sang số 7. Số 7 này. Ừ, số 7 chọn gì? Số 7 ở đây chúng ta sẽ chọn luôn đáp án là đàn đi nhá Bởi vì âm EA ở đây là âm Y dài Chúng ta nhấn vào nguyên âm dài này Repeat Còn đáp án đây này Pottery Latin sculpture Chốt luôn đáp án đi nhé. Rồi Bạn nào không biết từ vựng nào thì có thể comment xuống dưới nhá Để cô sẽ hỗ trợ thêm các bạn hoặc là các bạn khác thật ra các bạn học ở trên này các bạn cô thấy nhiều bạn học giỏi á thì các bạn có thể hỗ trợ cho nhau nào số 8 số 8 huỳnh như chọn đi này khánh huyền chọn đi này hai k bảy hết chứ có hai k tám ở đây không chắc là không nhỉ Vì cô đề ở đây là chương trình lớp 9 mà nào đáp án ở, ở đây của các bạn là gì nào affordable các bạn nhấn vào âm số 2 đây đúng không này có khả năng chi trả này. Tiếp tục chúng ta sẽ có environment, các bạn nhấn vào âm 2 nhá. Đây là môi trường này. Variety, các bạn nhấn vào âm 2, sự đa dạng còn đây là indicator, chỉ thị. Dấu hiệu á, nhấn vào âm 1 nhá. Đấy chọn đáp án D. Đúng không? Đúng hết không? Haha, 2k9 à. 2 cái 9 Hello 2k9. Nào, tiếp theo số 9 này, số 9 Số chín ở đây của các bạn, các bạn sẽ có đáp án đây là fabulous. À, chúng ta nhấn vào âm đầu tiên với may bẹt này. Tiếp tục này, reliable. Đấy nhấn vào hai. Đáng tin cậy, variety các bạn nhấn vào 2 nhá. Forbidden các bạn nhấn vào hai. do đó chọn luôn được đáp án luôn. Ồ. Đây 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 đây. Chọn luôn đáp án đây nhá. Các bạn hỏi cô này. Linh à. Phần check question trình nếu lấy đuôi là phủ định thì phải làm sao ạ? À? Cô chưa hiểu lắm Cô chưa hiểu câu hỏi luôn đó Tức là sao? câu hỏi đuôi phía trên là khẳng định thì sau giờ là phủ định Nhưng bây giờ đang làm phần này nhá Đang làm phần này nhá Hỏi hỏi luôn trong phần bài này nhá Nào số 10 này Số 10 ở đây của chúng ta đáp án đây là Metropolitan Các bạn nhấn vào âm số 2 này À, nhấn vào âm 3, của nó nhầm nhá. Metropolitan có nghĩa là thuộc về thành phố lớn này. Tiếp theo, đáp án B của chúng ta này, trọng âm của chúng ta hay nhận vào đuôi này nhá. Mọi người cứ nhìn thấy đuôi này là trọng âm nó sẽ nhận vào đuôi này luôn. Thì chúng ta sẽ có ở đây là picturesque. Đây, từ này nhấn vào âm 3 nhá, picturesque. Từ này là đẹp như trong tranh. Tiếp theo này, organization. Các bạn nhấn vào âm này là âm 4. Đấy multicultural các bạn nhấn vào âm 3 do đó chúng ta sẽ chốt được đáp án đó chính là đáp án C ổn không Thế là cô đã chữa mọi người cơ bản xong phần phát âm và trọng âm rồi đấy Nếu mà hiểu rồi thì comment ok nhá Là em đã hiểu nhá đấy. Comment ok hoặc là em đã hiểu để cô biết được là mọi người hiểu rồi Nếu mọi người thắc mắc câu nào không? Nếu không thắc mắc câu nào thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo luôn này này Có thắc mắc câu gì không? Các bạn ơi, các bạn có thắc mắc điều gì không? Có gì cần hướng dẫn giải đáp thêm không nhỉ? Rồi. Ok nhá, ok, ok, rồi. <laughs> rồi tiếp tục này bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần từ vựng và ngữ pháp nhé phần này thì cô nghĩ là chắc là nhiều bạn muốn học phần này đây phần này của các bạn thì nó cũng không quá đơn giản nhé nên các bạn cũng sẽ có nhiều kiến thức để các bạn học được này ok rồi bắt đầu nhé bắt đầu này đây đến phần này nhiều bạn thích làm phần này hơn bài phát âm trọng âm cô rất, rất là hiểu <laughs> đúng không ok cảm ơn các bạn đã thả tim nha cảm ơn các bạn Rồi. Ok, số 1 này nếu mà các bạn nếu mà các bạn có nhớ vào học các buổi live trước của cô á, là cô đã chữa một câu tương tự như thế này rồi. Đúng không? Đúng không nhỉ? Thì số 1 ở đây mọi người sẽ chọn đáp án là đáp án C nhá. Đấy, các bạn sẽ có ở đây là general recognition. Từ này có nghĩa là sự công nhận chung rằng về điều gì đó. Thế nhá, các bạn nốt lại cụm từ của chúng ta này là General Recognition Đấy, từ này của chúng ta có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự công nhận chung rằng Đấy, nhìn nhận chung rằng Đúng không? Đấy Đây, sự nhìn nhận chung rằng Có phải mọi người thích làm phần này hơn ấy nhỉ? <laughs> sự nhìn nhận rằng Ok nhá Đấy nào. Ở đây mọi người sẽ có là gì? Nhìn nhận chung rằng học sinh sinh viên Việt Nam rất thiếu kiến thức về những kỳ quan thiên nhiên hoặc là kỳ quan nhân tạo của Việt Nam. Đấy, chúng ta sẽ chọn C nhé. Được không? Một chọn C nhé. Rất đúng, chính xác hết rồi, sao giỏi thế? Chính xác rồi đấy. Tiếp theo số 2 nào. À, số 2 ở đây của mọi người sẽ là gì? Số 2 All the best theaters and restaurants are gì đó within a few minutes walk of each other. Nào số 2 các bạn chọn đáp án. À, em là Ngô Minh à? Sao nhiều nick đấy, nhiều face đấy? Hello. Hello học sinh yêu quý. Nào số 2 này chúng ta sẽ chọn đáp án B nhé. Đấy, chọn đáp án B. Câu này ở đây của các bạn, các bạn hiểu là gì? Tất cả những nhà hát và cửa hàng ngon nhất, tuyệt vời nhất thì được đặt cách có một vài bước chân. Tóm lại là nó được đặt sát nhau á, san sát nhau ạ. À. Đấy. Thì mọi người sẽ có ở đây là situated có nghĩa là được đặt ở vị trí nào nhá. Đấy, được đặt ở vị trí. Đây từ này có nghĩa là được đặt ở À, có vị trí nhé Có vị trí, có vẻ cô viết hơi nhỏ nhỉ. Đấy zoom lên nha. <laughs> Rồi tiếp theo các bạn chuyển sang số 3 cô nhá, số 3 này. It is important to the wonders of the world so that future generations can see them with their own eyes. <laughs> Rồi, nào. Nào, bây giờ câu này của chúng ta là gì? Nó rất quan trọng Gì gì đó Những tài nguyên của thế giới à, Những kỳ quan của thế giới nhé Để mà thế hệ tương lai có thể tận mắt thấy chúng Đúng không? Thì nó rất như thế nào? Đấy, chúng ta hiểu là nó rất quan trọng để bảo vệ Đúng không? Đấy, bảo vệ nhé Thế bảo vệ từ đó chúng ta sẽ chọn đáp án Nó chính là đáp án đi Đấy, bảo vệ đây, rồi này chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án đi nhá Từ này bảo vệ này Bảo vệ kỳ quan Hoàn toàn phù hợp đúng không? Làm gì có đáp án nào khác phù hợp hơn được nữa Đấy, từ đó mọi người sẽ có số 3 Các bạn sẽ chọn đáp án đi nhá Rồi Tiếp tục này, chúng ta sẽ chuyển sang số 4 You don't have to go to a supermarket for that là bạn không cần phải đi siêu thị để mua cái đó đâu hãy chờ một cái người bán hàng rong để mà mua nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có người bán hàng rong, các bạn sẽ chọn đó là Dan B nhá. OK, chính xác. Các bạn chọn B cô là A street vendor là người bán hàng rong, người bán hàng ven đường. Đây là từ vựng rất hay có trong đề thi các bạn học luôn cho cô cụm từ đấy. Tiếp theo nào, chúng ta sẽ chuyển sang số 5 nhé. Production methods in the village are gì đó from ancestors to the jungle generations. Các bạn có câu này là những phương thức sản xuất ở trong một ngôi làng thì thường là được truyền lại từ tổ tiên cho tới những thế hệ trẻ sau này. Thì mọi người sẽ có cho cô từ được truyền lại. Ờ đúng không? Truyền lại ở đây số 5 này. Ok Phượng này, Nana này. Ok rồi. Đấy, rồi thì đi các bạn sẽ chọn cho cô đáp án nó chỉ là đáp án đi nhá. Đấy từ này có nghĩa là được chuyển lại. Chuyển lại từ đời này sang đời khác. Đúng không? Đấy, chọn đáp án đi. Rồi. Chính xác. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ chuyển sang số 6 nhé. Số 6 của các bạn. Ơ gì đó. Is a solid figure or object made by carving or shaping good stone, clay, etc nào câu này của các bạn các bạn có là gì một cái gì đó là một là một gì nhỉ là một figure solid là ở một dạng rắn đây đúng không đấy được làm bằng cách là tạc hoặc là được hình thành từ gỗ đã thì mọi người hiểu là tượng điêu khắc đấy tượng điêu khắc không ok B luôn nha rồi chọn B Đấy, đúng không? Đấy, từ này của chúng ta nó có nghĩa là tượng điêu khác nhá Rồi, tiếp tục nào, chúng ta sẽ chuyển sang số 7 nhé. Ho Chi Minh City has been divided into 24. Gì đó, division since December 2003. Nào, câu 7 này chọn gì được nhỉ? Câu 7 này chọn gì được các em? Lan này, Lan chọn C này. Quân thì lại chọn đáp ản Ồ thế bây giờ chọn gì được Hồ Chí Minh thì được chia thành 24 khu hành chính Kể từ Tháng 12 năm 2003 Thì khu hành chính này Bộ phận hành chính này à, Bộ phận hành chính nhé Thì bây giờ số 7 này các bạn chọn đáp ản CEO Đúng rồi Đấy, Các bạn có cái cụm từ này ở đây là Administrative Divisions Có nghĩa là bộ phận hành chính nhé Bộ phận hành chính thật ra từ này là xuất phát của từ admin này đúng không? đây các bạn có administrative, có nghĩa là thuộc về hành chính nhé. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ chuyển sang cho cô số 8 nhé. It's a great experience. Gì đó? Nào, số 8 chọn đáp gì? Nana na, chọn B này. Rồi, ok. Các bạn đang chọn đáp án B. Rồi, ok nhá. Hầu hết đang chọn B đây. Được rồi. Ừ. Câu này Mọi người hiểu là gì? Nó là một trải nghiệm rất tuyệt vời Để mà ngồi một cách thoải mái ở trong cái gì đó Được kéo bởi ai đó Trên phố cổ Ừ, thế thì phố cổ bạn nào ở Hà Nội thì quá rõ rồi Hoặc là ở Hội An thế đúng không? Nào, thế thì bây giờ các bạn hiểu là xích lô nhá Xích lô Ồ, thì xích lô ở đây sẽ là đáp án Số 8 chọn gì nhỉ? Ờ, chọn đáp án B Rồi Đúng nhá Từ này là xích lô đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chuyển sang số 9 này Số 9 ở đây chọn đáp án gì? Working in a place full of hassle and bustle like this I can't help missing my tranquil and gì đó village Thì câu này là gì? Ồ, cái việc mà làm việc ở một nơi hối hả đông đúc như thế này Tôi không thể à, Tôi không thể gì nhỉ? Missing, không thể không nhớ về cái ngôi làng yên tĩnh và yên bình nên thơ đúng không nên thơ nên thơ là cái từ gì đây đẹp như trong tranh đúng không cái khen ngôi làng này cái này ở đây các bạn đang hiểu ở đây là gì từ này là yên bình này này ờ, từ này là yên bình đấy thì chúng mình sẽ chọn đáp án là đáp án đây nhá đó từ này của chúng ta nó có nghĩa là rất đẹp rất đẹp rồi tiếp tục nào chúng ta sẽ chuyển sang số 10 nhé Số 10 ở đây sẽ là gì này? Earth gì đó? Is a castle on high ground In or near a city Thì chúng mình sẽ có là gì nhỉ? Cái gì là một lâu đài Ở trên khu vực rất là cao Ở gần thành phố Nơi mà mọi người có thể tới đó Khi mà thành phố bị tấn công Ồ thì câu này chúng ta sẽ chọn là gì? Ở trong câu này Số 10 này Quỳnh Chi này Huỳnh Như, Xuân Diệu ừ. Hầu hết các bạn đang chọn đàn đi rồi Ok, câu này chúng ta sẽ chọn đàn đi nhé Citadel Citadel có nghĩa là thành lũy, thành trì. Thành lũy thì mọi người hiểu là gì? Thành lũy là nơi mà khi mà thành phố bị tấn công á Đấy Thì uh, mọi người sẽ lên trên đó để mà trú tạm thời đấy còn cathedral là nhà thờ này Monument, đài tưởng niệm, center là trung tâm Thì không có đúng Tiếp tục là chuyển sang 11 nhé 11 này The scenery is when viewed from the mountain top It feels like your breath is being taken away Là phong cảnh thì như thế nào Khi mà được ngắm từ trên đỉnh núi Đó Thế thì bây giờ câu này ở đây chúng mình sẽ hiểu như thế nào Nào thì câu này các bạn chọn là gì? Phong cảnh rất đẹp, tuyệt đẹp đúng không? Spectacular Đây chúng ta sẽ chọn C nhá Câu này thật ra đây chính là một collocation này Sự kết hợp tự nhiên các bạn cần học là gì? Phong cảnh tuyệt đẹp Nó sẽ là the scenery is spectacular Là đẹp ngoạn mục nhất Rồi nên từ đó chúng ta sẽ chọn C Tiếp tục nào chuyển sang 12 Câu 12 này I love it when we go to see plays and try to gì đó when we get back home là tôi thích nó khi mà chúng tôi đi xem coi các cái vở kịch và cố gắng diễn lại khi mà chúng tôi về nhà thì chúng ta có từ nào là từ diễn lại nhé cái từ diễn lại ở đây ờ, rồi cô đang thấy mọi người đang chọn đáp án rồi rất tốt các bạn có từ diễn lại đó chính là từ act out thì bây giờ diễn chúng lại Tức là diễn lại cái vở kịch này đúng không Đấy Thì các bạn sẽ có là add the out Chọn đáp án C nhá Từ này nó có nghĩa là diễn lại à, Nó có nghĩa là diễn thôi Cũng không hẳn là diễn lại nhá Có nghĩa là diễn đấy Rồi tiếp tục nào ơi đúng rồi các bạn làm nhiều các bạn chúng đề đấy nhá đấy bởi vì tại sao bởi vì đây là đề cương chuẩn của một trường rồi đấy cô thì nếu mà cô khi mà cô chữa là cô sẽ ưu tiên chữa những đề cương chuẩn nhá. Đấy, những đề cương chuẩn của các trường, những đề thi chính thức và những đề thi thử của các trường. Nói chung là đề phải chuẩn. Cô chứ cô không lấy một cái đề ở đâu đó chả bám sát gì cho các em rồi các bạn học nó chả để làm gì cả. Nhá? Khi mà các bạn muốn lên điểm mà các bạn phải học trúng bài nhá thì các bạn mới lên được điểm nhá. Còn nếu mà các bạn mà cứ học kiến thức mà nó yếu quá thì chúng ta không thi được nhá các bạn. Đúng không? Có đúng không? Các bạn nào học giỏi các bạn tự nhận ra điều đấy mà Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang 13 nhé It is hard for people of different gì đó to get along in an extended family. Nó rất là khó đối với mọi người gì gì đó để mà hòa thuận trong một gia đình nhiều thế hệ. Đấy, một gia đình kiểu gia đình đại gia đình ấy, các bạn có thể hiểu là đại gia đình nhé Thì rất khó rất khó như thế nào đối với mọi người mà ở các thế hệ khác nhau đúng không ở các thế hệ khác nhau đúng rồi ừ. có vẻ cô nói đúng với nhiều bạn thả tim <laughs> chính xác đúng không đấy chính xác mà đấy, các bạn chọn đáp án đây nhé generations có nghĩa là các thế hệ rồi ok đấy, 13 các bạn sẽ chọn đáp án đây generations tiếp tục nào chuyển sang 14 nhá. À bài này lấy ở sách nào à? Muốn chống đề đúng không? <laughs> à rồi. Bài này lấy ở đề cương nhá, đề cương của một trường ở Hà Nội nhá các em ơi. Nào, 14 này. 14 của các bạn này, the pagoda is in a beautiful gì đó close to the sea. 14. À genders Gender là giới tính nhá, rồi chọn B, rồi chọn B nhá, rồi nhất trí luôn chọn đáp án B. Câu này ở đây các bạn hiểu là gì? Chùa là một khu vực rất đẹp, đấy gần bãi biển. Thế thì bây giờ mọi người hiểu cho cô là gì? Setting các bạn hiểu là một khung cảnh nhá, đấy. Đấy. ở trong một cái khu rất đẹp gần bãi biển, à. Chúng ta dịch là ở trong một khu rất đẹp gần bãi biển nha các bạn Chọn đàn B Rồi Tiếp theo chuyển sang 15 15 nào 15 sẽ là gì He spent a lot of money to redecorate his shop He cannot make any more profit Thì ở đây mọi người hiểu là gì Một vé đã đầu tư rất nhiều tiền Đấy, đầu tư rất nhiều tiền đúng không? Nhưng một vé thì không thể kiếm lại lời được thì chúng ta hiểu đây là hai vế tương phản nhau Từ đó số 15 này các bạn chọn gì? Đấy, 15 chọn gì nào? 15, mặc dù đúng không? Đấy, chọn đúng ghê á À, trúng bài trên trường à? Phải không? chúng bài trên trường ha? Nào, 16 16 nhá This company has gone bankrupt Do you know who will? Gì đấy? À, câu này là gì? À, công ty này gần đây phá sản đấy bạn có biết ai là người sẽ tiếp quản nó không như là tiếp quản từ tiếp quản các bạn sẽ chọn đáp án là đáp án b đúng rồi khánh này hương trà này khánh huyền này đúng luôn chọn đáp án b nhé từ này có nghĩa là tiếp quản này rồi tiếp quản ok rồi tiếp tục là chỉ xong 17 bảy nhé mười này London is one of the largest city in the world, but its population is a lot gì đó, than Tokyo. Là London là một trong số những thành phố lớn ở trên thế giới, nhưng mà dân số của nó thì khá là như thế nào? À, chúng ta sẽ sử dụng so sánh hơn bởi vì trong câu này ở đây các bạn có từ than. Dân số ít hơn đúng không? Ít hơn mà nói về dân số thì các bạn sẽ sử dụng lại từ gì? À, số 17 nào. Rồi chính xác, số 17. Số 17 các bạn chọn đáp án gì? Đâu đâu đâu, 17. Đây, chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô là đáp án C nhá, smaller than Tokyo. Dân số nhỏ hơn Cái này chúng ta không phải sử dụng ở đây là từ mọi người Nếu mà mọi người thì các bạn sẽ là people Thì nó sẽ là fewer nhá Còn population ở đây của chúng ta nó là danh từ không điểm được nhá Dân số nói chung nhá Thì chúng ta sẽ sử dụng là từ smaller Smaller nhá Tiếp tục nào Chuyển sang câu số 18 này He did very well at the examination this morning So he feels very at the moment Anh ấy làm bài rất tốt ở trong kỳ thi sáng nay Vì vậy anh ấy cảm thấy như thế nào hiện nay thì chúng ta sẽ hiểu logic ở câu này là gì anh ấy làm bài rất là tốt đúng không vì vậy anh ấy cảm thấy thư giãn thì thư giãn các bạn chọn đáp án nó chính là đáp án c đúng rồi nhất trí nhá đúng rồi hoàng ly này mẫn thi này à à sao đây ok rồi các bạn chọn đáp án c nhá từ này có nghĩa là thư giãn à, vẫn nốt lại nhá thư giãn rồi, tiếp tục nào, chuyển sang 19 nhé. 19. I suggest the government should the number of visitors every day. Là tôi đề xuất rằng chính phủ nên hạn chế số lượng những du khách tới thăm hàng ngày. Thì chúng ta có ở đây là gì? À, nên hạn chế đúng không? Cấu trúc này cũng được học ở trên trường rồi này. Chủ ngữ đi với suggest, rồi đi với chủ ngữ 2, đi với should. Thì động từ chúng ta sẽ ở dạng nguyên mẫu. Chúng ta sẽ chọn C của cô nhé. tôi đề xuất rằng chính phủ nên làm gì? Các bạn chọn C. Tiếp tục nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang về phần giao tiếp, giao tiếp nhé. Giao tiếp này, bắt đầu vào câu số 1 nhé, số 1 các bạn chọn đáp án gì? Nào, ok, ok chưa? Số 1 này, can I give you a cup of coffee? Là gì nhỉ? À, tôi pha cho bạn một tách cà phê nhé Thế bây giờ chọn gì? Một nào? Thì một chọn đáp án gì? Ờ, thế sao các bạn chọn nhiều đáp án thế? Nào Đâu? Có xin nhiều đáp án thế nhỉ? Người ta nói với mình là gì nhỉ? À, tớ pha cho cậu một tách cà phê nhỉ? Thì mình nói là gì đấy? Mình sẽ trả lời là gì? Có xin nhiều đáp án thế Oh, thế bây giờ con này chọn đáp án gì thế ý, mọi người? Khánh chọn B này. Phương chọn B này, Nana chọn C này, có Tú chọn D này. Thế là A B C D đều có hết à? Thế bây giờ chọn gì? Of course you can. Dĩ nhiên rồi bạn có thể á. Nghe từ dĩ nhiên bạn có thể nghe nó có vẻ hơi gượng ép này. Đấy, Of course, sau, sau đó lại là UK này Ừ, bạn có thể Nghe như thế nó không được ép đúng không? Nó hơi được ép Thì ở đây là gì? I like to Là tôi rất muốn ừ. Còn đáp án đây là gì? That would be nice Thật là tuyệt đúng không? Đấy, câu này cô sẽ chọn đáp án đây nhé Còn cô không rõ trên trường các bạn chọn đáp án gì này Đáp án C của chúng ta này Khi nào chúng ta sử dụng từ I like to khi mà chúng ta được hiểu ai đó mời chúng ta làm gì, would you like to? Bạn muốn đi đâu đó hay không á? Đấy đối với câu mời ấy, thì chúng ta sẽ trả lời là I would love to hoặc là I would like to, là tôi rất muốn. Thế còn người ta đề xuất với mình cái gì? Là tôi pha cho bạn tách cà phê nhé. That would be nice, có nghĩa là thật tuyệt vời. Cô 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 chọn đáp án đây. Câu này chúng ta sẽ check lại nhá các bạn. Câu này các bạn nếu mà các bạn chọn đáp án khác thì các bạn có thể check lại nhé Nào tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang số 2 này. À còn đáp án D thì loại ngay nhá. That's a good idea. Khi mà người ta đưa ra một cái ý tưởng gì đó thì chúng ta mới nói là that's a good idea. Nói chung là đáp án B và đáp án D là loại ngay. Thế còn đáp án C đối với cô là khi mà ai đó mời mình đi đâu chơi ấy mình sẽ nói như thế. Nào tiếp theo chuyển sang số 2 này. Số 2, what a wonderful picture. Thật là một bức tranh đẹp. Câu này là câu cảm thán này. Thì khi mà người khác khen mình một bức tranh đẹp thì chúng ta sẽ đáp lại là cảm ơn nhé Thì cảm ơn ở đây thì các bạn sẽ chọn đáp án B này Đấy là It's nice of you to say so Ở đây chính là cách cảm ơn nhé Thank you Rồi, số 2 này sẽ chọn đáp án B nhé Ok, rồi Lan, Lan này Chí này, ok, chính xác Tiếp tục nào, chúng ta sẽ chuyển sang số 3 nhé What do you think of? Bạn nghĩ gì về cái máy cái đĩa DVD mới này của bạn à, Thì cái này của chúng ta là mọi người Hiểu là câu hỏi này là hỏi về cảm xúc Và bạn nghĩ như thế nào về Thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời là gì I love it, à, tôi rất thích đúng không Số 3 này các bạn chọn A Rồi tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang số 4 nhé Peter, gì đó bạn kia hỏi là gì nhỉ Sorry, Brian is not here À xin lỗi Brian không có ở đây Thì chúng ta hiểu tình huống này là hai người đang nói chuyện ở trên điện thoại nhé can i speak to brian please à, chúng ta sẽ chọn đáp án c rồi chính xác chọn đáp án c tiếp tục là chuyển sang số 5 nhé how well you are playing à, bạn chơi giỏi thế câu này cũng là câu khen này thì đối với câu khen này chúng ta sẽ đáp lại như thế nào câu khen thì chúng ta sẽ đáp lại là cảm ơn bạn ừ. và chúng ta sẽ chọn luôn đáp án ở đây sẽ là đáp án d nhé many thanks That's a nice compliment. Chọn đáp án D. Tiếp tục nào. À, đáp án B này sai luôn từ Chu nhé. Chu không đúng nhỉ. Nó phải là thank you so much. Mọi người loại đáp án B cho cô nhé. Rồi tiếp tục nào. Các bạn chuyển sang số 6 này. Make yourself at home. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà. Thế thì bây giờ các bạn sẽ chọn đáp án gì cho cô số 6 nào. Số 6 nhá, Có nhanh quá không? Số 6 nào cứ tự nhiên như ở nhà nhé thì bây giờ một bạn nói với mình như thế thì mình sẽ nói như thế nào chúng ta sẽ nói như thế nào nào ờ oh. khi mà người ta nói như thế thì mình cảm ơn đúng không that's very nice thank you đấy chọn đáp án cho cô là đáp án c nhé đó rồi Tiếp tục nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang về phần clauses bài đồng nghĩa. Bài đồng nghĩa này có thấy nhiều bạn các bạn cũng rất thích làm bởi vì các bạn có thể trau dồi thêm được từ vựng này. Nào, số 1 nhé. Nào, số 1 ở đây của chúng ta, các bạn sẽ làm như thế nào số 1 này? I am accustomed, accustomed to doing morning exercises. Là tôi quen với việc dậy sớm tập thể dục buổi sáng rồi Thì quen với việc làm gì thì bây giờ số 1 chọn đáp án gì nào? cô B sao à? Cô nào? Cô B nào? À, cái đáp án B này nhưng mà nó sai chữ xem to you nhé Xem to you là sai á. Khi mà ai đó nói với mình là have a nice trip là có một chuyến đi vui vẻ nhé thì mình mới nói là thanks xem to you, cậu cũng thế nhé khi mà chúc ai đó thượng lộ bình an ấy, và người ta lại chúc lại mình ấy, kiểu thế thì chúng ta mới sử dụng được xem to you nhé các bạn tùy theo văn cảnh nhé các bạn phải hiểu văn cảnh người ta muốn truyền đạt như thế nào nào Uh, bây giờ chúng ta sẽ có số 1 đâu cô này Số 1 Ờ uh, Ok, số 1 sẽ là gì đây Tôi quen với việc Luyện tập thể dục buổi sáng rồi Quen với việc gì thì chúng mình sẽ chọn là gì Đây thì chúng ta học cấu trúc rồi Cái này thật ra kiểm tra rõ là về từ vựng Nhưng mà lại kiểm tra về cấu trúc Cái này thì mọi người sẽ sử dụng cho cô Ở đây là to be used To với mình nhá Đấy, Quen với việc làm gì các bạn không hiểu chỗ nào các bạn các bạn thắc mắc chỗ nào các bạn hỏi luôn nhé đấy, đấy bởi vì cô biết là gì nhiều bạn kiểu học nhưng mà các bạn không hỏi á đấy thì các bạn kiểu các bạn lại nghĩ uh, thứ nhất có thể là các bạn lại nghĩ là cô chữa cái câu đấy bị lỗi hay như thế nào đó rất nhiều bạn bị như thế nhá đấy nhưng mà cái cấu trúc của chúng ta thì nó rất đa dạng nên là các bạn chú ý là chúng ta không hiểu chỗ nào các bạn hỏi luôn ha cái này của chúng ta có nghĩa là quen với việc làm gì này từ đó chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D nhé. Đó à, trong trường hợp cô khoanh nhầm gì đó để đúng không? Có nhiều trường hợp nên là các bạn Không đồng ý câu nào, các bạn thắc mắc câu nào các bạn hỏi luôn nhé. Tiếp theo là chuyển sang số 2 nhé. Số 2 này At weekends, the city center is always packed with people nào Số 2 các bạn chọn gì nào? Vào cuối tuần trung tâm thành phố thì rất đông đúc người Nào số 2 này chúng ta sẽ chọn đáp án Đó chính là đáp án B Rồi nhất trí em chọn B nhá. Từ này là từ crowded có nghĩa là đông đúc. Đấy chọn B. Đúng rồi. Ok. Tiếp tục này, số 3 này. My father usually smoked when he was young. Là bố của tôi thì thường hút thuốc đã từng hút thuốc khi mà bố còn trẻ. Thì cái này của chúng ta là để nói về một thói quen ở quá khứ. Đã từng làm gì? Ừ. Đã từng làm gì số 3 này. Rồi, chính xác, đúng rồi nhá. Các bạn chọn đáp án đây. Đúng rồi, cấu trúc này có nghĩa là đã từng làm gì ở quá khứ Và chấm dứt rồi Tiếp tục là chuyển sang số 4 này We expected her at 9 But she finally arrived at 11 Now Chúng tôi Chúng tôi như thế nào nhỉ à, Chúng tôi chờ cô ấy đúng không Chờ cô ấy Hy vọng cô ấy tới lúc 9 giờ Nhưng mà cuối cùng thì 11 giờ cô ấy mới xuất hiện Thế chúng ta có từ xuất hiện là từ gì Số 4 Số 4 từ xuất hiện ở đây thì thôi chọn luôn này Chọn luôn Câu này thì chỉ có học thuộc thôi Không có gì cả Nào turn up Ở đây từ này của chúng ta có nghĩa xuất hiện nhá Đến nhá Từ này là từ xuất hiện Các bạn có từ turn up hay là từ show up đều thế luôn Bằng arrive là xuất hiện này Turn out Từ turn out này chúng ta hiểu nó có nghĩa hóa ra này Hoặc có nghĩa là tạo nên này. Đấy. Còn đáp án này, come over chúng ta hiểu Nó có nghĩa là ghé qua một cái nơi nào đó Còn grow up có nghĩa là lớn lên, trưởng thành Tiếp tục chuyển sang số 5 Số 5 này chúng ta sẽ thấy là gạch chân vào từ hospitable Hospitable ở đây nghĩa là gì? Paris is the ideal place to learn French It's a beautiful and hospitable city with institutions for high quality linguistic teaching nào số 5 cây mời Số 5 mọi người chọn gì Cao <laughs> chính trở lại à, Nói chung là các bạn mà dùng nhiều cao quá Kiểu cô không quen ấy, nên Cô không gọi tên được đâu đó. Đặc biệt là cô thấy face của bạn nào Mà là facebook của mẹ ấy. <laughs> Là cô là kiểu cô không biết gọi như thế nào Trừ trường hợp với các bạn mà cô đã quen rồi nhá Đấy là sự thực Bởi vì sao? Bởi vì nói chuyện với phụ huynh là có một kiểu nói chuyện đúng không? Đấy, sao rồi nói chuyện với học sinh lại một kiểu nữa là Không biết nói chuyện như nào luôn Thật sự mặc dù cô rất muốn nói nhưng mà cô không biết nói chuyện kiểu gì luôn á Nào, rồi, số 5 ở đây của mọi người hospitable Có nghĩa là hiếu khách thân thiện đúng không? Ừ thì có mỗi đáp án đây là ok thôi thì chúng ta sẽ chọn đây nhá đúng rồi đây mến khách thân thiện Mến khách Rồi Paris là một nơi rất tuyệt vời để học tiếng Pháp Nó là một thành phố xinh đẹp và mến khách Với những học viện đào tạo ngoại ngữ ngôn ngữ chất lượng cao Đấy, Chốt A Natural có nghĩa là tự nhiên này. Affectionate có nghĩa là chiều mến Noticeable có nghĩa là nổi bật Tiếp tục số 6 Trương Khánh chọn A này Nana chọn A này Ờ, rồi cô đang thấy các bạn đang chọn A Khá khá đang chọn A Rồi I think we have solved this problem once and for all ờ, Câu này chọn gì? Câu này chọn A đúng không? Rồi, ok, chọn A Đúng rồi, chọn A nhé Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này à, Tôi nghĩ rằng chúng tôi, chúng tôi vừa giải quyết vấn đề này Dứt điểm rồi Đấy, one once and for có nghĩa là về mặt lâu dài đấy dứt điểm rồi nhá ở từ này có nghĩa là lâu dài này nếu mà từ lâu dài thì các bạn có thể sử dụng cho cô là từ for good như thế này tức là cái từ good nó không có s nhá hoặc à, từ forever là lâu dài dứt điểm chọn đáp án đây rồi tiếp tục nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần opposite nào các mời chuyển sang phần opposite Ô, mệt chưa các bạn mệt đâu hôm nay cô sẽ chữa cho chúng ta phần opposite này và tiếp theo là về phần tìm lỗi sai nhá cô sẽ chữa về các bạn đến phần tìm lỗi sai đó rồi sau đấy hôm thứ sáu là chúng ta sẽ chuyển sang chữa đề quảng ngãi nhá vì cô để đề đấy khá là lâu rồi mệt chưa mệt chưa đó Đã chúng ta còn hai mục nữa nhá các bạn ạ. À. Các bạn nào mà các bạn yêu mến cô nhá, các bạn lên YouTube các bạn gõ tiếng Anh Thu Anh nhá, các bạn subscribe follow kênh YouTube của cô nhá. Đấy, sau khi mà cô live xong thì uh, sau đấy cô sẽ up cái video này lên trên YouTube. Đấy để các bạn có thể uh, coi lại. Mọi người biết hết kênh này chưa? Biết hết kênh này chưa nhỉ? Đấy. Nhớ nhá, chưa biết thì có thể gọi lại nhá Cảm ơn mọi người, cảm ơn các em Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần phần opposite từ trái nghĩa này Từ trái nghĩa số 1 nhá Từ preserve ở đây của chúng ta nó có nghĩa là bảo vệ đấy Nghĩa gốc của nó là bảo vệ Nhưng mà trong cái trường hợp này thì chúng ta cần phải theo văn cảnh trong câu này nhá Đây câu này mọi người là gì? Tên của những người những nhân vật ở trong cuốn sách này đã được thay đổi để mà bảo vệ để mà như thế nào? Để mà duy trì uh, anonymity, có nghĩa là để ẩn danh á. Đấy, để mà che tên đi. Đó. Thì mọi người hiểu là để che tên đi đúng không? Che đi thì thực chúng ta sẽ trái với từ tiết lộ. Đấy. Cái từ này nó gốc là từ bảo vệ nhá, nhưng mà thực ra trong câu này á nó có nghĩa là che giấu á, kiểu thế á thì trái với che giấu thì các bạn sẽ là từ reveal có nghĩa là tiết lộ do đó chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án b còn từ conserve là bảo tồn này từ presume từ này có nghĩa là giả định rằng cover có nghĩa là che tiếp tục nào chuyển sang số 2 nhé. số 2 nào chúng ta còn hai phần nữa nhé các bạn đi nốt này số 2 historic À, cô ấy sống ở một trong số khu vực mà lịch sử nhất của thế giới có rất nhiều những ngôi đền ở đó à, thế lịch sử thì chúng mình chọn luôn thôi lịch sử thì chọn hiện đại thôi chọn b nhé rồi thế là số 3 này từ differences có nghĩa là những sự khác nhau thì sự khác nhau thì các em sẽ trái với từ gì đâu Để cô đọc comment của các bạn nào đâu nhỉ các bạn ơi, các bạn comment đáp án nhá, đâu nào? Số 3 này Yến Vi này. Rồi, đây cô đang thấy đây, Các bạn chọn C qua chọn A này. Rồi. Ừ. Đây câu này ở đây mọi người hiểu là gì? Những gia đình thông thái thì họ chấp nhận những sự khác biệt của nhau này. Đấy, và ủng hộ cho những người mà họ có lối tư duy khác nhau Thì mọi người hiểu là khác biệt đúng không? Khác biệt thì chúng ta sẽ trái với từ Những sự giống nhau Ồ, những sự giống nhau thì bây giờ chọn gì nhỉ? Ồ, thì chọn đáp án C, đúng không? Similarities là những sự giống nhau. Đó, chọn C nhá. Tiếp tục nào chuyển sang số 4 này. Từ inner trance, từ này là tình cờ này. Tôi nhớ rõ ràng đã nói chuyện với anh ấy trong một cuộc họp tình cờ, tình cờ sẽ trái với từ cố tình nhá. Thôi chọn luôn đáp án B này luôn này. Từ này có nghĩa là cố tình này. Đấy, cố tình. Tiếp tục chuyển sang số 5 nhé Look on the bright side có nghĩa là nhìn vào mặt sáng thì mọi người hiểu, có nghĩa là lạc quan đó. Từ này chính là lạc quan này. Lạc quan thì chúng ta sẽ trái với từ bi quan, số 5 chọn luôn đáp án B. Đấy, 5 chọn luôn B nhá. Từ này là từ bi quan này. Còn từ trên của chúng ta là lạc quan Đấy, ok không? Tiếp tục nào, các bạn ơi, các bạn chuyển sang số 6 cho cô nhé Số 6 Số 6 ở đây của mọi người Là gì? Ừ. Rồi Đối với cuối tuần này là cô ấy đã đặt kín lịch cho lớp học toán lớp học tiếng Anh và lớp học nhạc Thế thì bây giờ chúng ta hiểu là đặt chỗ trước rồi Thì đặt chỗ trước thì nó sẽ trái với từ không có kế hoạch Thì câu này mọi người sẽ chọn đáp án đi nhé Rồi Has no plans là không có kế hoạch Còn chỗ này của chúng ta là đặt chỗ trước rồi Tức là có kế hoạch rồi Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tìm lỗi sai nhé Phần cuối cùng Phần cuối cùng của hôm nay nhé Phần tìm lỗi sai này Ok, follow được không? Nốt nhá Nốt vào bài cuối cùng này Số 1 nhá Ở phần này, này cô lưu ý các bạn xíu này Ở phần này, nhìn trong là đề này thì um, là của một đề của trường ở Hà Nội nhá Thì cái phần này là đánh thứ tự của ABCD này nó hơi bị lệch Thì các bạn có thể comment cho cô đáp án cái chữ nào bị sai nhá các em Các em comment cái chữ bị sai á Bởi vì nó hơi bị lệch đấy Comment chữ bị sai nhá Đấy, comment chữ bị sai đi Rồi sau đấy sửa Câu này là gì? Khi mà chúng tôi đi nghề mát Thì cái Tại cái lúc đó Chúng tôi có thói quen là gì đấy? Ngày nào cũng đi tới biển Ở Thế thì bây giờ câu này là câu kể lại và kể lại người ta không gạch ở cái từ YouTube tức là lỗi sai của chúng ta nó sẽ ở từ o này nhá cái con này nó bị lệch nên là mọi người hãy viết cho cô cái từ này luôn nhá rồi các bạn viết cái từ đấy luôn giúp cô rồi chúng ta sẽ được sửa lại ở đây là word đấy đúng rồi đây mọi người yêu mến cô nhá mọi người nhớ kênh tiếng anh thu anh nhá đấy. cô rất là, rất là yêu mến các bạn các bạn nào mà các bạn ở trên youtube tiếng anh thu anh ha Phần đấu trở thành youtuber các bạn ạ Để Các bạn nhớ ủng hộ cô nhá Số 2 nào Số 2 Số 2 I am confident that Tôi tự tin rằng Cuộc sống ở vùng quê Thì nó đã cải thiện đáng kể So với 5 năm trước Ờ ừ, thế bây giờ chọn đó là gì Nào Chúng ta sẽ chọn từ này nhá Đấy nó bị lệch nhá Nên là chúng ta sẽ lấy cái từ này cho cô này đó, significant Và chúng ta sẽ hiểu đây là động từ Sau động từ sẽ là trạng từ nhé Mọi người sẽ sửa lại ở đây cho cô này uhm. đây. Đây, Significantly Đây là cải thiện một cách đáng kể nhé Đây là trạng từ này Còn chỗ này là động từ này Đấy, ok chưa? Rồi Tiếp tục này, số 3 này, hey, bây giờ số 3 nhá, đọc đáp án từng học trò yêu một nhá. Các học trò học đến giờ này, học chăm chỉ này, đâu? Um, Vi Trương Khánh này. Rồi, Huỳnh Như này. Rồi. Đây hey, chúng ta còn vài câu vài câu nữa thôi. ở à, đôi khi á, cái phần comment của mọi người hôm nay á, nhiều bạn comment là cô không đọc được á. Nên bạn nào mà cô không đọc được nhá là không phải do cô không đọc nhá <laughs> Cái phần đằng sau hôm nay nhưng làm sao á, cái phần cuối cuối là cô thấy nó bị hơi lát Nên cô không đọc được comment Rồi, định đọc hết nhưng mà không đọc được Sorry mọi người nhá Nào, thì bây giờ số 3 ở đây của mọi người này Chúng ta có ở đây là gì? Chúng tôi ước rằng Chúng tôi có thể Tham vấn ý kiến của một chuyên gia về cách xử lý vấn đề Bây giờ chúng ta sẽ có ở đây trong câu là từ khen nhá Về câu ước thì chúng ta sẽ cần phải sửa lại Cô ở đây là từ could Đấy, rồi Tiếp này số 4 nhá, Số 4 ở đây chúng ta sẽ là gì The environmentalist suggests ờ. Ở đây là gì Nhà chuyên gia về môi trường này Đề xuất rằng ờ. Thì chúng ta hiểu đây là một nhà chuyên gia đúng không Một đề xuất Về cái kế hoạch trồng nhiều cây hơn Để mà cải thiện phong cảnh của một thành phố Cũng như là về mặt môi trường Thế thì ở đây các bạn chọn là gì? Chọn là gì nào? Ờ, rồi, cô đang thấy chọn suggest, đúng không? Chúng ta sẽ phải là từ suggest này này Đấy. Kiểu gì nó cũng sẽ sai ở đây Bởi vì ít nhất là nó phải chia số ít nhá Đấy Nhưng mà thường là gì? Thường là đề xuất là người ta đã đề xuất rồi nhá Nên đối với cô thì cô thấy là sửa lại là suggested thì nó sẽ hợp lý hơn còn nếu mà ai đó vừa đề xuất thì các bạn có thể sử dụng ở hiện tại cũng được không sao cả hoặc là hiện tại hoàn thành ai đó vừa đề xuất rằng nhưng mà thường thường chúng ta sẽ là quá khứ nhá là đã đề xuất nào tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang số 5 này anh ấy làm việc khá chăm chỉ à, nhưng mà lúc này các em hiểu là đối với kỳ thi nhá đối với kỳ thi thì chúng ta không dịch cái từ works này là làm việc nữa mà dịch là học học khá là chăm cho kỳ thi So với cái việc mà anh ấy thường ngày học đây, cái bài vở bình thường ở trên trường thì chúng ta sẽ có số năm này mọi người sẽ chọn cho cô đây nhá đấy cái từ more hard này chúng ta sẽ chuyển thành cho cô là harder đấy. bởi vì hard là một âm tiết thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng ở đây là so sánh hơn thôi thì các bạn dùng d một, một âm tiết này thì chúng ta sẽ dùng ơ nhá harder ừ mm. <laughs> lê minh quân đó là đáng yêu quá Nào số 6 Số 6 này Bác sĩ đề xuất rằng Anh ấy nên uống nhiều nước Và nghỉ ngơi đầy đủ Đấy. Thì bây giờ các bạn có đề xuất rằng Ai đó nên làm gì nhá Sau chút đi về verb thì đằng sau end verb Đấy. Thì chỗ này chúng ta sẽ sai ở đây Mọi người sửa lại cô ở đây là check Ok, ok các em Check nhá Tiếp số 7 này Số 7 lỗi sai ở đây là gì Tôi đã từng nghe nhạc trong khi mà đang đạp xe đạp tới trường à, ngày trước đấy đúng không? Thì chúng ta có kiến thức cho cô này, các bạn chú ý là đối với during ấy, thì chúng ta sẽ chỉ được cộng với cụm danh từ thôi nhá. Đó. Nhưng mà câu này ở đây là một mệnh đề nên không được phép sử dụng từ during. Và chúng ta sẽ cần phải sửa lại cô thành từ while, có nghĩa là trong khi và sau từ while này thì chúng ta sẽ sử dụng ở dạng thì quá khứ tiếp diễn. Đấy. Trở lại là while nhá. Ừ, rồi, nhiều bạn đúng, nhiều bạn đúng ha. Ừ. Số 8 này. Số 8 nhá, số 8 này là gì nhỉ? It is annoying that many of the village customs. Nó rất là phiền. Phiền như thế nào? Rất nhiều những phong tục của làng quê thì đã bị thay đổi thành phong tục mới, đúng không? Thì câu này ở đây dịch xong như thế thì lỗi sai ở đây là từ gì nhỉ? được thay đổi đúng không? Ở dạng bị động đúng không? Thì số 8 ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án C nhé Ở đây là Chọn đáp án C này Mọi người có ở đây cho cô là Have been replaced Đó Tiếp tục này Số 9 nhé Số 9 Không ai trong số họ có ý tưởng nào về việc cách để làm cách để làm thì chúng ta không sử dụng hau cộng vớp như thế này mà chúng ta sẽ phải sử dụng hau chu vớp nhé các bạn sửa lại cho cô là to make Đấy, to make được không hau chu vớp là cách để làm gì không rõ là abcd luôn các bạn sửa cho cô từ này thành to make tiếp theo là chuyển số 10 này số 10 ở đây là gì nói được báo rằng Thành phố được đầu tư nhiều hơn Cho việc bảo tồn các kỳ quan Của thành phố Thì chúng ta sẽ chọn cho cô ở đây nhé Bởi vì đây chính là cụm danh từ Thì đây phải là tính từ sở hữu các bạn sửa lại Cô ở đây là của thành phố thì nó sẽ là is Chứ nó không phải là phẩy s như thế này Is wonders Là các kỳ quan Tiếp tục là chỉ sang 11 nhé 11 này Anh ấy nói rằng họ sẽ phải Khởi hành sớm ngay sau lúc nửa đêm thì mọi người chọn cho cô là từ wow này đấy và các bạn sửa lại cô là good nhá đấy cô giàn tiếp lùi thì đúng rồi đúng rồi phượng rồi phần đằng sau mà cô đọc được comment của mọi người hơi ít nhá bởi vì cô tự nhiên cô không lốt được cô không đọc được này đây chúng ta còn từ 12 đến 15 này còn 12 đến 15 nhá coi nè coi các bạn học chăm chỉ thế nào nè đâu ok rồi đây 12 đây đọc được rồi đây thu hà chọn c này <laughs> chọn c vẫn chọn được c luôn á à cô này viết theo thứ tự à ở đâu theo thứ tự đâu thế mà vẫn nhìn ra được giỏi giỏi thật đó đấy nhá rồi cái này chúng ta sẽ chọn ở đây nhá đó bởi vì sau đứt đần Và chúng ta đi về vớt nguyên thể mọi người sửa lại cô ở đây là từ use ừ, sửa lại sửa lại đây nhá khi mà anh, anh ấy sống ở Nhật Bản thì anh ấy không quen với việc ăn thức ăn bằng dĩa À, à, à đây, cô cô dịch lại Khi anh ấy sống ở Nhật Bản thì anh ấy không thường ăn đồ ăn bằng dĩa Nhưng mà ăn bằng đũa ừ. Tiếp 13 này ừ, 13 nhá Họ ước rằng thời gian sẽ quay trở lại Thôi câu ước thì khoanh luôn, đáp án gì biết rồi ấy đúng không? để mà họ có thể thả diều chơi thả diều với những đứa trẻ khác ước thời gian quay ngược trở lại thời gian quay ngược trở lại này những câu phía đằng sau cô không đọc được comment của mọi người mấy nhá là chúng ta có ước thì chúng ta phải lùi thì đây nó sẽ là would be turned Đấy, 15 14 14 đây, 14 này anh ấy nghĩ rằng geometry thì không khó như arithmetic thì như hình học thì không khó bằng số học thì phải đấy thì câu này của mọi người đây là so sánh không bằng thì biết luôn ở đây sai luôn ở đây là chính là từ as đấy nhá đó bởi vì cấu trúc as as nhá đấy là cấu trúc so sánh bằng không bằng Thế tiếp tục nào câu 15 câu cuối cùng này câu cuối cùng nhá câu cuối cùng ở đây là tôi ước tôi có thể thì mọi người lưu ý cho cô là could go rồi ok rồi cảm ơn các bạn yêu cảm ơn các bạn các bạn đã học hành rất là chăm chỉ ngày hôm nay cảm ơn mọi người nhé các bạn nào mà các bạn còn học các bạn comment chúc ngủ ngon nhá đó, chúc các bạn của mình ngủ ngon các bạn nào các bạn muốn đăng ký khóa học live của cô hoặc là khóa học offline nhá đó thì các bạn inbox về fanpage để đăng ký học còn các bạn nào mà các bạn muốn mua sách học mà bổ trợ các bạn cũng đăng ký về fanpage nhá để được tư vấn cảm ơn các em cảm ơn các bạn Ừ, đầu Bye bye Minh này à, Yến Vi này Đấy, Rất nhiều các bạn học sinh quen thuộc ở trên page của cô rồi Ok, hẹn mọi người vào hôm thứ sáu nhé ừ, Bye bye, bye bye mọi người Bye bye Chí này Quân, Lan, Tú, Hường Duyên, Minh, Quân này ờ, à, Bye bye, bye bye mọi người nha Thu Hà Đâu, có ai được không? Còn hai cô chưa đọc tên không? Bye bye nhá. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Bye mọi người.